Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3 của Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã có quyết định xử phạt anh Quy hành chính 1 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng đối với VV Quy, tài xế xe bán tải để bé trai ngồi trên thùng xe này khi chạy trên đường cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45. Trước đó trên Facebook lan truyền hình ảnh một chiếc ô tô bán tải đi trên cao tốc, phía sau thùng xe có một bé trai ngồi ngước đầu lên. Nhiều người tỏ ra bất bình, không đồng tình với việc để cháu bé ngồi một mình phía sau thùng ô tô chạy trên cao tốc. Nó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của cháu. Nắm bắt được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý hành chính đối với lái xe trên. Theo đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn qua huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Cảnh sát giao thông đã dừng xe bán tải biển kiểm soát 29H141 do Vương Văn Quy, sinh năm 1985, ngụ xã Lai Thượng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội điều khiển. Thời điểm này ở phía sau thùng xe bán tải có một bé trai. Ông Quy cho biết, sáng cùng ngày cả gia đình ông gồm 6 người, trong đó có ba trẻ nhỏ xuất phát từ huyện Thạch Thất đi du lịch ở biển Sầm Sơn. Khi đi đến đoạn Bích thành phố Hà Nội, ông Quy dừng xe cho các cháu uống nước. Lúc này có một bé trai xin ngồi sau thùng xe và được ông Quy đồng ý. Sau đó tài xế Quy cho cháu bé ngồi ở thùng xe rồi lưu thông trên đường vành đai 3 Hà Nội, đi cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45. Khi đi đến nút giao Đông Xuân, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, hành vi trên bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xử lý. Tổ công tác lập biên bản đối với tài xế Vương Văn Quy về hành vi vi phạm chở người trên thùng xe trái quy định.